Xin chào các quý khách hàng của TCA Trung Chính Audio. Phu Yên rất vui khi được gặp lại quý khách trong series review các thiết bị hình thành nên một hệ thống âm thanh. Và micro là một thiết bị quá quen thuộc đối với quý khách hàng phải không ạ? Và trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều thương hiệu micro khác nhau. Thế nhưng để đánh giá chất lượng và tính ứng dụng linh hoạt cao nhất phù hợp với đa số khách hàng thì Phương Nguyên nghĩ rằng thương hiệu Sennheiser của Đức đang làm rất là tốt việc này. Và bên cạnh Phương Nguyên lúc này đây là một model EWD835S đến từ nhà Sennheiser. Trong video hôm nay thì quý vị hãy cùng Phương Nguyên đi khám phá em nó nhé. EWD835S là chiếc micro được phát triển từ dòng E835 với EWD, nghĩa là Evolution Wireless Digital, truyền tín hiệu kỹ thuật số không dây. Với việc truyền tín hiệu kỹ thuật số thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả chống ồn, chống nhiễu tốt hơn. Điều này cũng đã nói lên điểm đặc biệt nhất là kết nối không dây. Ngoài ra thì khả năng tái tạo âm thanh tuyệt vời của đầu micro E835 nổi tiếng của nhà Sennheiser đã giúp thiết bị này trở thành một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường micro hiện nay. Ở đây thì chúng ta sẽ có một model mic với mã sản phẩm là EWD835SZ. Bên trong hộp sản phẩm sẽ bao gồm 3 sản phẩm chính là bộ thu mã EWD-M, module MMD835, máy phát cầm tay EWD-SKMS. Ngoài ra thì còn sẽ có thêm một kẹp micro MZQ, 2 anten rời, bộ chuyển đổi nguồn điện, các chân chuyển đổi cho bộ nguồn theo từng quốc gia, khung gắn thiết bị và hướng dẫn sử dụng. Vẻ bề ngoài của bộ mic này thì cực kỳ mạnh mẽ nam tính khi toàn bộ thiết bị đều được phủ một lớp sơn màu đen mờ, không in vân tay. Riêng bộ thu EWD-M còn có được điểm cạnh màu xám bạc ở phần mặt trước. Cũng tiện đây chúng ta sẽ nói về bộ thu EWD-M trước. Thì EWD-M này mặt trước được trang bị một màn hình LCD hiển thị thông số, các đèn báo tín hiệu và nút điều khiển. Chúng ta sẽ có nút nguồn. Nút nguồn này thì màu đỏ và nằm khá tách biệt ở bên cạnh phải. Tiếp theo sẽ có nút set dùng để cài đặt, nút sync để kết nối bộ thu và bộ phát, nút ESC dùng để thoát và các nốt trò trên, trò dưới. Vâng, với hệ thống nốt dùng này thì người dùng có thể dễ dàng thao tác và cài đặt đúng không ạ? Mặt sau của sản phẩm thì từ trái sang phải sẽ là cổng DC in dùng để kết nối giữa bộ thu với nguồn điện, đầu ra XRL, cổng AF out, cổng kết nối anten 2, thông số đến từ nhà sản xuất và cổng kết nối anten 1. Bộ thu này thì có khối lượng rất là nhẹ và chỉ chưa tới 1kg, dễ dàng nâng lên hạ xuống trên tay và rất là phù hợp cho việc di chuyển. Tiếp đến sẽ là bộ phát cầm tay EWD-SKMS và module MMD-835. Hai thiết bị này khi liên kết với nhau sẽ tạo thành một chiếc micro hoàn chỉnh với phần đầu lọc và phần bộ phát cầm tay. Nhờ module E835 được trang bị bên trong bộ phát cùng với đầu lọc pop thiết kế cực cardio thì thiết bị này có thể dễ dàng liên kết chặt chẽ và nhận âm thanh trực tiếp. Mặt trên của thiết bị thì sẽ có một nốt giúp thiết bị bật tắt tiếng ngay lập tức, và phía đáy thì sẽ có nốt nguồn và nốt dùng để cài đặt giữa bộ thu và bộ phát. Ngoài ra thì thiết bị còn có thể sử dụng nhiều loại pin khác nhau như là bộ pin lithium ion được bán riêng, mang lại thời gian hoạt động lên cao nhất tới 12 giờ, hoặc là pin 2A, pin sạc BA với hoạt động cao nhất lên tới 8 giờ. EWD835SZ thì được mở rộng đáng kể về khoảng dài tần sóng UHF và đầu vào âm thanh cực nhạy 134 dB. Em mic này giúp điều chỉnh độ nhạy và giữ nguyên từng chi tiết, giúp âm thanh đầu ra chân thực và tự nhiên hơn. Thưa quý vị, là có tới 56MHz băng thông điều chỉnh và khoảng cách đều nhau cho bộ mic này kết nối lên đến 90 kênh cùng với 2.240 tần số có thể lựa chọn. Vâng, điều mà Phương Nguyên nghĩ rằng tất cả các khách hàng đều đánh giá cao về em micro EWD835SZ này chính là việc ứng dụng hỗ trợ thông minh kết nối với ứng dụng Sennheiser Smart Assist. Và ứng dụng này thì mọi thiết bị đều được tích hợp tính năng thông minh của nhà Sennheiser và được quản lý từ xa. Ứng dụng này thì xuất hiện trên cả iOS và Android. Phương sẽ thao tác trực quan cho quý khách hàng có thể cảm nhận rõ ràng nhất nhé.
Vâng, quả thực đây là một thiết bị vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm năng lượng, lại dễ dàng thao tác phải không ạ? Với những thiết kế và tính năng tuyệt vời của em micro không dây EVKD835SZ này thì quý khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng trong ca hát, giải trí, talk show và đặc biệt là trong phát sóng trực tiếp. Đây sẽ là một sản phẩm vô cùng hoàn hảo. Vừa rồi thì Phương Yên đã cùng quý khách hàng đi tìm hiểu, khám phá micro không dây EVKD835SZ. Những thắc mắc cần giải đáp về sản phẩm, mời quý khách hàng truy cập trang web trungchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0904 660 658. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Nguyên xin chào và hẹn gặp lại. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.